Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong tập 4 của Tiên Nghịch, Hằng Nhạc Phái đã bị Phác Nam Tử của Huyền Đạo Tông đã đánh chiếm tông môn. Dĩ nhiên Hằng Nhạc Phái đã bỏ núi chạy lấy người. Một số đệ tử của Hằng Nhạc Phái đã đồng ý gia nhập Huyền Đạo Tông. Một số đệ tử vẫn đi theo đám trưởng lão Hoàng Long. Còn về phần Vương Lâm đã đi đến một ngọn núi tu luyện ở đó trong 4 năm. Đương nhiên hắn vẫn là người của Hằng Nhạc Tông. Chuyển sang tập 5 của Tiên Nghịch. Vương Lâm ở trong hang động được Tư Đồ Nam Hưng dẫn cách tu luyện. Trải qua 4 năm sau, người của Huyền Đạo Tông đang dẫn theo một số người đang đi săn quái khủng, là mấy con hắc tinh thạch để chế tạo kiếm linh. Thì đám người của Huyền Đạo Tông đã lùa bắt một con hắc tinh thạch, vô tình đã chạy đến chỗ của Vương Lâm tu luyện. Vương Lâm ở trong hang động đã vẫy tay nhẹ khiến đám người Huyền Đạo Tông ngã chỏng vó. Tên Lịch Hải, em gái Tử Phi, em gái Văn Bối Tử vội vã xin lỗi Vương Lâm. Vương Lâm thấy em gái Tử Phi nên đã cho ba người của Huyền Đạo Tông rời khỏi nơi này. Sau đó hắn mới đi từ hang động ra ngoài cảm nhận mình gần đạt đến trúc cơ kỳ. Vương Lâm quyết định cưỡi con kiếm di chuyển đi đến đô thành Thiên Thủy của Đức Triệu. Tuy nhiên hắn nhờ có Tư Đồ Nam bảo kê nên sẽ không sợ bố con nhà nào hết, chỉ sợ mỗi bộ trưởng bộ hành dân. Và Tư Đồ Nam dụ dỗ Vương Lâm hãy đi tu mệnh chết một trúc cơ kỳ, lấy trúc cơ kỳ của người đó trong cơ thể sẽ giúp hắn đột phá trúc cơ. Trải qua một thời gian di chuyển bằng đường bộ bằng hai cẳng chân, Vương Lâm đã gặp được mấy người làm ngành vận tải cưỡi ngựa chở hàng của cục quản lý tiêu cục Việt theo Port Uy Vũ. Vương Lâm giới thiệu bắt chuyện với Hạ Liễu Lam. Vương Lâm được đi nhờ xe ngựa đến đô thành. Trời buổi tối mọi người đang ở tạm một khu vực đốt lửa không bố cột ngồi ăn cơm châm gió. Vương Lâm biết được Vương Tiên Sinh có ngành nghề xem bói toán. Vương Tiên Sinh dự báo Vương Lâm là người phát triển về sau. Ông còn xem cho Lưu Lao Ngũ sau có một kiếp nạn thì đã có một đám người xuất hiện chặn đường ăn cướp nhân sâm của đám người quản lý tiêu cục. Trong đó có một người tạo ra lửa những cung bắn núp bụi. Đám cướp giới thiệu mình chính là tiền nhân. Tuy nhiên Vương Lâm gọi người đang đứng núp bụi mau ra bên ngoài. Vương Lâm nhận ra người núp bụi chính là Trương Hổ. Có điều Trương Hổ không nhận ra Vương Lâm. Sư phụ của Trương Hổ tên Triển Bạch cũng xuất hiện luôn. Triển Bạch cấp 15 nghi khí kỳ. Muốn nghe chuyện Vương Lâm quen biết Trương Hổ, Vương Lâm không thích nói. Vì vậy Triển Bạch muốn giết Vương Lâm bùng máu tăng sức mạnh. Bây giờ Trương Hổ mới đứng ra nhận Vương Lâm và xin sư phụ tha cho Vương Lâm. Ở diễn biến sau đó, Vương Lâm và Triển Bạch đã lao vào combat. Ban đầu Vương Lâm tạo ra một con rắn tấn công Triển Bạch, nhưng Triển Bạch đã lấy ra một thanh kiếm điều khiển đánh bay con rắn. Vương Lâm bèn điều khiển một cái lệnh bài của Tư Đồ Nam va chạm với cây kiếm của Triển Bạch. Kết quả sư phụ Trương Hổ thua, hắn xin Vương Lâm tha cho hắn khi hắn làm việc dưới trướng của Mặc lão nhân. Nhưng Vương Lâm vẫn kết liễu Triển Bạch, hắn lấy thanh kiếm của Triển Bạch cất đi để về sau này sử dụng. Sau khi Vương Lâm giết hết đám người còn lại, hắn chào tạm biệt đám người bảo tiêu ship trong đêm. Vương Lâm cùng với Trương Hổ trò chuyện, hắn nghe được tin tức của Mặc lão nhân chính là kết đan kỳ cao nhân. Khả năng Mặc lão nhân sẽ điều tra cái chết của Triển Bạch. Vài chuyện của Trương Hổ được Triển Bạch nhận làm đệ tử, nhưng Triển Bạch từng hạ độc vào cơ thể Trương Hổ. Sau đó Trương Hổ và Vương Lâm đã di chuyển đến Đằng Gia Thành, mục đích ngay cả Mặc lão nhân cũng không dám đánh nhau ở đây. Thứ hai, Vương Lâm muốn đi đến chợ thương nghiệp kiếm vật phẩm. Trải qua một thời gian, hai người đi đến Đằng Gia Thành. Họ thuê được một phòng nghỉ ngơi. Vương Lâm ngồi trên giường bắt đầu điều khiển thanh kiếm. Vương Lâm có sự trợ giúp của Tư Đồ Nam nên mới có thể tế luyện thành công thanh kiếm thành của mình. Trương Hổ đi đến phòng Vương Lâm báo tin về chợ đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày sau. 3 ngày sau Trương Hổ và Vương Lâm đã đến khu chợ. Hai người đã tách nhau ra tìm những thứ mình cần. Vương Lâm xem sơ qua một số mặt hàng thấy đắt nên chỉ dám mua một quyển trận pháp. Còn về phần Trương Hổ lúc đi về nhà nghỉ đã bị người của Đăng Lợi chỉ huy vây bắt. Cảm ơn anh em đã xem hết video.